Mình về được chưa chú? Đó, bây giờ đang thấy mấy cái hình mà Thủ Thiêm đó, người dân người ta đang tụ tập nơi đó đó. Hello chị Yến ơi. Ừ, hôm nay chị nói cái gì đó đang thâu đó nghe. Rồi chị chào khán thính giả đi, rồi chị muốn nói cái gì hôm nay chị Yến? Đó. Đại biểu Quốc hội là tiếp xúc với lại với nhau, tiếp xúc chung với nhóm lợi ích. 15.583 hồ sơ của dân quan Thủ Thiêm. Yeah. Cửa hai Yến Trương xin nói về cuộc họp cử tri ngày 11 là ngày hôm qua, ngày 11 tháng 5 2020. Họp cử tri ở nhà văn hóa thiếu nhi, phụ nữ thiếu nhi ở nhà văn hóa quận 2. Đúng rồi. Dạ, quý vị đang nghe. Quý vị đang nghe. Cuộc họp đó có chủ trì Nguyễn Như Khuê, Nguyễn Thị Quyết Tâm và cô Thúy. Dưới chủ tịch quận 2 Nguyễn Phú Hưng. Mà không biết đó, hồi đó giờ thường thường á, nếu họp cử tri là phải có người dân, tại vì dân là cử tri mà, dân mà cử tri mà, tại sao tiếng mang tiếng họp cử tri mà không cho dân vào, mà trong khi những người dân á, hả, bên đô thị mới Thủ Thiêm á, người ta mất đất mất nhà 23 năm trời, cái sự quan thiên quốc ức của người dân thì phải họp cử tri, phải cho dân quan Thủ Thiêm vô để chúc bầu tâm sự, để có một cái tiếng nói gửi gắm đến quốc hội, đến trung ương. Mà các vị đã từng kêu dân quan Trường Thịnh và Thủ Thiêm mỗi lần ra Hà Nội á, là từ ở trung ương á, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo đưa bầu mà phó thủ tướng Trương Hòa Bình là tổ trưởng, tổng thanh tra Lê Minh Khái là tổ phó để mà giải quyết vụ đô thị mới Thủ Thiêm. Yeah. Và Trường Thịnh. Vậy mà chính quyền trung ương chỉ đạo quận 2 và thành phố như thế nào mà cái cuộc họp quốc hội có Nguyễn Như Khuê và Nguyễn Thị Quyết Tâm mà không biết tụi nó họp cái tổng họp cái kiểu gì, họp cử tri thì phải có dân cử tri vô, mà mấy ông mấy bà cứ đổi thừa là tại dịch Vũ Hán thành ra không họp đông được. Bây giờ cho 20 người, mười mấy ngàn, 15.830 hộ. Yeah. Cho 20 hộ đại diện vô thôi. Tại sao không cho một người nào phát cái giấy để mà đưa cho những người dân ở Thủ Thiêm đi vô họp? Nhưng mà trong khi đó đưa giấy thì không có, mà có 90 người của cơ quan chính quyền họp không. Bởi vì con Quỳnh Loan á, con Loan ở Thủ Thiêm á, nó lên trên cửa mà nó rung cửa, nó chữ á là mấy ông họp cái gì, họp cử tri có người dân chúng tôi hay không, họp cướp đất thêm hả sao, hay là họp để bán nước. Yeah. Con Loan nói đúng á. Yến Trương nói á, Yến Trương, Quang Ninh, con Loan nói đúng sự thật.
họp cử tri phải có người dân, nhất là dân quan ở Thủ Thiêm và Trường Thịnh. Trong khi người, những người dân á, bị tụi hả chính quyền cướp nhà cướp đất ha, phải ngồi ở ngoài đầu đường, ở ngoài trước cổng ở nhà văn hóa phụ nữ quận 2, ngồi trước cổng ở nhà đó, trước cổng nó ngồi lang thang lứ thứ cù la cù lết, giờ nắng giờ nôi. Còn tụi bay vô, tụi bay ngồi trong máy lạnh, tụi bay có nghe ngoài này chúng dân chữ hay không? Mà cái cuộc họp như vậy, bao nhiêu nhà báo, bao nhiêu đài truyền hình, bao nhiêu đài truyền thông, mấy ông mấy bà truyền thông và báo chí ở Việt Nam mình, ở thành phố Hồ Chí Minh, có dám nói sự thật không? Có dám nói cái họp cử tri ngày 11 tháng 5 ngày hôm qua đó là tụi thành phố nó lộng hành không? Nó để cho những người dân quan á ngồi lang thang lứ thứ ở ngoài, bao nhiêu người, bao nhiêu ngàn người. Người biết rồi, Yến Trương không biết đó là cái ông phó thủ tướng Trương Hòa Bình này nè, chỉ đạo về cho Nguyễn Thành Phong và Nguyễn Thiện Nhân ở thành phố Hồ Chí Minh và Sài Gòn cũ hồi xưa đó. Trách nhiệm của những người địa phương phải giải quyết cho dân. Vì chứ cái lời nói của phó thủ tướng Trương Hòa Bình lên đài nói cách đây mấy tháng, vì chứ Nguyễn Thành Phong, Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Phước Hưng và Hồ Hải Phong, chủ tịch phường Bình An, tụi bay có nghe cái lời của phó thủ tướng Trương Hòa Bình nói hay không? Và phó thủ tướng Trương Hòa Bình nói thật hay nói giả? Lên trên đài nói thì cả thế giới đều biết. Cái chỉ đạo mỗi một lần dân Thủ Thiêm và Trường Thịnh đi ra ở Trung ương thì ông Nguyễn Hồng Điệp mời lên họp, bà con về đi, vài bữa vô đối thoại giải quyết, bao nhiêu lần, mấy chục lần rồi, đi mười mấy năm rồi, đi ra Hà Nội mười mấy năm rồi mà tụi bay có lại giải quyết không? Nói xạo, nó lừa đảo với nhân dân. Nói không à, lời nói mà việc làm không có đi đôi. Nói xạo, nó dốc với người dân không à. Đó, cái cuộc họp cử tri này tôi yêu cầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hòa Bình, Tổng Thanh tra Lê Minh Khái và con mụ Kim Ngân đó ha, con mụ Kim Ngân đó, làm quốc hội để làm gì? Mà làm nguyên một cái dàn ở Trung ương đó hả, cả Tô Lâm luôn, làm như trò hề cho thiên hạ, trò hề cho thế giới, người ta cười đó, ta ỉa trên đầu á. Mấy ông đâu có sợ xấu hổ là gì nữa, mặt mấy ông dày quá rồi, không biết xấu hổ là gì hết á. Lên đài thì nói chuyện thao thao bất tuyệt, sống phải vì dân, phục vụ cho dân, mà cướp đất dân, bỏ dân ngồi ở ngoài đường, không nói ngàn gì đến dân hết. Đó, cái cuộc họp cử tri ngày 11 tháng 5 ngày hôm qua, rồi chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và con mụ Kim Ngân, phó thủ tướng Trương Hòa Bình, tổng thanh tra Lê Minh Khái, trách nhiệm về dân quan Thủ Thiêm và Trường Thịnh giải quyết như thế nào? Cái thành phố nó lộng hành, nó ngồi xổm trên pháp luật, nó ngồi trên đầu mấy ông đó. Mấy ông nói mẹ tụi nó không làm đó, rồi mấy ông làm gì? Mà tôi nói cho mấy ông biết nha, cả thế giới, cả cộng đồng, cái tiếng dân của người dân kêu quán đó, nó to lớn lắm đó. Mấy ông nên nhớ trách nhiệm của mấy ông là gì? Hãy lo cho tổ quốc, lo cho đồng bào, lo cho nhân dân. Mà tụi á, thằng Lê Thanh Hải á,
Tất Thành Cang, Nguyễn Đua, Nguyễn Tư gì đó, nguyên một cái tập đoàn từ thành phố và quận đó. Nó lộng hành, nó cướp đất của dân người vợ hả, cho Lê Thanh Hải nhỡn nhơ ngoài dòng pháp luật. Lo Nguyễn Phú Trọng hồi đó giờ lo thiệt hả lo giả, tôi hỏi Nguyễn Phú Trọng đó, lo thiệt hả lo giả, có dám sơ muốn gì đến Lê Thanh Hải hay không? Lê Thanh Hải là ai? 96 triệu người dân muốn biết Lê Thanh Hải là ai, bí thư thành ủy ở thành phố Hồ Chí Minh. Nó cướp đất của dân bao nhiêu ngàn tỷ Mỹ Kim á. Phải nói là nguyên cái vàng ở quận 2 là nó cướp hết, cướp sạch hết. Rồi đất bây giờ còn trống đó, tại sao không trả lại cho dân? Mà cứ xử hoài, 20 mấy năm rồi. Làm gì được cho nhân dân đây? Mấy ông làm gì được cho nhân dân? Từ ngày giải phóng tới bây giờ, phải nói là cướp đất miền Nam, cướp đất của nhân dân. Và cướp nhà của đồng bào, bán luôn tổ quốc gian sang. Nguyễn Dương đã nói nhiều lần lắm rồi. Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân, Tô Lâm đồ, nguyên một cái dàn hậu sậu ở Trung ương á. Nguyễn Dương đã nói hồi năm ngoái 3 tháng Nguyễn Dương ở Hà Nội đã nói rồi, phải thưa Trung Quốc ra tòa án quốc tế đòi biển đảo Hoàng Sa và Trường Sa lại của người Việt Nam của chúng tôi. Mà không biết thằng Trung Quốc, thằng Tập Cận Bình nó là cái gì của ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân và Tô Lâm mà mấy người đó không dám thưa. Rồi bây giờ cái đất dân quan Thủ Thiêm tính để đó, để cướp đất người dân, để người dân đó, Thủ Thiêm với Trường Thịnh nó màn trời chiếu đất lang thang lứ thứ, rồi đất đó, nhà đó, cất nhà cao cửa rộng để cho tụi Trung Quốc nó qua nó ở hả? Hả sao? Nếu bà Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân với Tô Lâm, tất cả mẫu sậu ở Trung ương, bằng một ngón tay út của ông Trung thôi, một ngón tay út của ông Trung thôi, là nhân dân Việt Nam của chúng tôi không bao giờ khổ. Ông Trâm ổng mỗi một tháng lương ổng chỉ có một đồng danh dự của ổng thôi, mà ổng còn cứu tế qua cho Việt Nam, ổng còn cho tiền Việt Nam, mà đưa tiền Việt qua Việt Nam bao nhiêu lần. Nguyễn Xuân Phúc có cứu tế cho người Việt Nam chúng tôi không? Mà số tiền ở bên Hoa Kỳ cho đó nghe, chứ không phải mấy ông móc tiền túi của mấy ông ra. Đó, Yến Trường nói yêu cầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân, Tô Lâm hãy hỏi thằng Chủ tịch Nguyễn Thành Phong và con bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Như Khuê, Nguyễn Phước Hưng. Mà chị yêu cầu ngày 11 tây tụi bay họp cái gì, làm cái gì, có dứt khoát với người dân Thủ Thiêm và Trường Thịnh chưa? Nói đi chú. Chị yêu cầu biết bao nhiêu lần rồi mà nó đâu có nghe. Có nghe đâu. Yêu cầu hoài cũng vậy thôi à. Về đi thì nó giải quyết. Về bao nhiêu lần rồi có ai giải quyết đâu. Yêu cầu bao nhiêu lần thì cũng không giải quyết hết rồi làm sao bây giờ. Còn Yến Cương đó là nói tự nó giờ, nói là về họp cử tri ngày 11 tây tháng 5 2020 là ngày hôm qua, là về dịch vụ họp cử tri ở quận 2 mà không cho dân vô. Không biết con Lon nó nói mấy ông họp để mấy ông bán nước
tham nhũng là đại bất nạn của dân quan. Tham nhũng là đại bất nạn của dân quan. Tham nhũng là đại bất nạn của dân quan. Tham nhũng là đại bất nạn của dân quan. Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thị Kim Ngân. Ở trên mình, có nghe bà Trương Yến nói hay không? Ở trên đất nước Việt Nam hiện tại đó, theo TV256 nhận thấy đó, không có tên nào mà không có là tham đó. Tên nào cũng ăn hối lộ hết đó. Từ cái thằng mà lính gác ở ngoài đường nó cũng ăn hối lộ à. Từ trên xuống dưới là y chang như nhau á. Vô nha mấy cái ủy ban nhân dân mà cho lo giấy tờ, lo này lo nọ, tất cả là hối lộ hết á. Nội mà vô trong tù mà nó đánh tàn nhẫn như cái ở Bà Rịa Vũng Tàu vừa rồi đó, chị thấy không? Đó, nó đánh là nó giết người luôn đó. Nhưng mà nó đánh nó lại không dùng cái công tay công an, mà nó đánh nó đưa người tù mà để nó đánh người tù. Người tù mà ở đâu mà có cây ba rắc mà để mà đánh người ta chết như vậy. Rồi ở An Giang nữa đó, giết người đó. Dạ yeah. Một mạng người là cũng như là cỏ rác. Tụi nó không có quan trọng, quan tâm gì tới tội nhân của con người, của người dân mình hết. Thành ra bữa nay nó nói nhắc nhở cho Trung ương biết và các lãnh đạo ở Việt Nam. Bây giờ á, không có yêu cầu gì đó, chửi thẳng mặt nó đi chị. Chị yêu cầu biết bao nhiêu lần rồi. Dân là chủ. Chửi thẳng mặt Nguyễn Phú Trọng đi. Ừ. Chính quyền lãnh đạo là đầy tớ của nhân dân. Chị chửi thẳng đi. Nhưng nói sao tròn trách nhiệm. Đúng rồi, chửi đi chị. Đầy tớ đối với người chủ của Yến Trương tự giờ nói về bên Thủ Thiêm. Mà Yến Trương xin nói về bên Trường Thịnh. Là cái văn, sáu cái văn bản của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình gửi về cho Chủ tịch Nguyễn Thành Phong ở thành phố mà nó giấu nhẹm đi, nó không mời dân chúng tôi họp. Mà bà Trương Thị Yến, bà đã, tôi đã đến ở 86 Lê Thánh Tôn, tôi quậy tanh bằng khói lửa mà tụi nó trốn thôi, tụi nó không dám ra mặt. Và ngày 29 tây tháng 4 lúc 7:45 tối là không biết công ty Trường Thịnh hay là chính quyền ở phường Bình An, tôi không biết, có một cái sự hỏa hoạn đốt cháy từ đường Lương Định Của và đến Trần Hảo. Mà tôi đã có một cái clip vừa rồi, tôi yêu cầu Chủ tịch Nguyễn Thành Phong và Nguyễn Phước Hưng và Hồ Hải Thân ở phường Bình An phải chi cứu cái vụ hỏa hoạn đó là do ai đốt. Tại sao đốt từ 7:45 tới 9:20, bao nhiêu lâu? Sáng ngày hôm sau không có một thằng chính quyền công an nào lại để kiểm tra coi cái sự hỏa hoạn đó từ đâu mà có, ai đã đốt, mà lại cho nguyên một cái đám phường Bình An, Chủ tịch phường Bình An Hồ Hải Thông cho nguyên một cái đám công an an ninh gì đó nó lại á, ngay chân chỗ đất chấm á, nó canh me con nhỏ cháu ở trong xóm, nó đang cất và rào đất nó lại. 5:00 là nó lại nó canh này. Công nhận á, Hồ Hải Phong là chủ tịch phường Bình An và Nguyễn Phước Hưng là bảo kê cho kẻ cướp, bảo kê cho một cái tội đồ tham nhũng mà nó cướp đất của nhân dân. Bây giờ đất của bà Trương Thị Yến á, là đất chống cỏ mọc quan. Mà thằng phó chủ tịch quận 2 là Quỳnh Thanh Khiết, bà Trương Thị Yến đã về cho cái đám cháu, thị tiền cho cái đám cháu, nó che trời ở đó rồi, cho đám cháu nó về nó ở, tại vì nó ở nhà mướn hoài đâu có chịu nổi, tiền đâu mà ở nhà mướn hoài, đất thì nó không trả, rồi để đất chống cỏ mọc quan mới lại là dãy cỏ đi, cất một cái chòi rao lại. Mà phó chủ tịch
quận 2, Quỳnh Thanh Thiết, nó đưa giấy phạt ngày 4 tây tháng 5 25 triệu. Vậy chúng ta hỏi ông Nguyễn Phước Hưng, chủ tịch quận 2, và Quỳnh Thanh Thiết đòi phạt của cháu tôi là Công Quanh, con của ông Ngô Văn Biết, 25 triệu đó để bỏ túi riêng hay sao? Mấy ông lấy quyền gì mà phạt người dân che cái chòi trên phần đất của người dân? Những người dân có giấy hồi xưa là kêu bằng khoáng, là sổ đỏ, giờ đó có giấy bằng khoáng còn nắm trong tay, đất người ta 20 năm không hoàn chỉnh trả lại cho người dân, đất chấm để người dân phải lầm than đói khát khổ sở, không có tiền mướn nhà mướn đồ cổ. Bây giờ người ta về người ta gào trên phần đất của người ta che cái chòi đòi phạt 25 triệu. Hỏi Quỳnh Thanh Thiết, phó chủ tịch quận 2 và Nguyễn Quốc Hưng, 25 triệu đó tụi bay tính bỏ túi riêng hả sao? Tụi bay lấy cái bản lãnh gì, cái quyền gì để phạt người dân? Tụi bay có giấy tờ trong cuộc đất công ty Trường Thịnh không? Tao đã kêu tụi bay hả thu hồi đất công ty Trường Thịnh, trả lại cho bà Trương Thị Yến và một số dân quan của dân quan trong cái công ty Trường Thịnh, mà tụi bay không thu hồi, mà tụi bay lấy cái quyền gì, lấy cái quyền gì mà phạt 25 triệu trong khi tụi tao gào lại che cái trời? Tụi bay lộng hành dữ lắm rồi đó nghe. Nguyễn Phước Hưng, Quỳnh Thanh Thiết, Hồ Hải Phong, nhất là thằng Hồ Hải Phong á, nó nghe lời thằng Nguyễn Phước Hưng cái nó về nó lộng hành, nó đi gình người dân mà che đê trên phần đất của người ta, mà người ta có giấy tờ đàng hoàng, nó gình còn hơn là ăn trộm. 5 giờ khuya nó cho dân của nó xuống rình rồi. Hồ Hải Phong, chủ tịch phường Bình An, bảo kê cho công ty Trường Thịnh, bảo kê cho kẻ cướp, bảo kê cho cái lợi ích nhóm, mà do sự chỉ đạo của Nguyễn Phước Hưng. Nguyễn Phước Hưng là chỉ đạo của chủ tịch Nguyễn Thành Phong ở chủ tịch ủy ban dân thành phố. Tao nói với tụi bay biết đó nha, bà Trương Thị Yến này không bao giờ bỏ cuộc, và tụi bay sẽ mở mắt ra, tao về một tiếng nữa tao quậy cho tụi bay tanh bành khói lửa cho tụi bay biết. Tao không có để yên đâu. Bây giờ tôi cũng thưa là 15.583 hộ dân quan Thủ Thiêm, mình phải đứng lên đi đòi quyền lợi và tài sản của mình. Chứ bây giờ á, ở trung ương với thành phố á, nó chơi lực rừng rồi, họp cử tri mà không cho coi cho cử tri vô, vậy tụi bay họp cái gì? Con Lon nó họp bán nước là đúng á. Tụi bay á hả, đất của người dân chưa trả tiền để đăng lên mạng bán 3 lô đất ở đô thị mới Thủ Thiêm. Đất người ta không trả tiền, không đền bù, mà lại đăng ký bán đất Thủ Thiêm là sao? Đất của người dân Thủ Thiêm không trả tiền mà đòi cất nhà hát giao hưởng là sao? Hỏi mụ Nguyễn Thị Quyết Tâm. Bà ba bốn chức vụ mà bây giờ gãy hết 2-3 cái răng, còn có một cái răng lung lia là còn ở bên quốc hội đó. Bà coi chừng á. Bà nói bà khóc là khóc với ai? Bà khóc là bà không có chạy trốn thoát được qua Mỹ rồi. Thế là bà nói bà khóc với dân quan Thủ Thiêm. Cái trò hề, cái trò đùa của tụi bay làm á, con nít 3 tuổi mà ỉa lên trên mặt, ỉa trên đầu tụi bay. Đó, tôi yêu cầu chủ tịch quận 2 phải chi cứu, làm rõ vấn đề sự quả quạng của đất công ty Trường Thịnh. Ai là người đốt, ai là người bảo kê, làm rõ ràng. Dạo Nguyễn Thị Nhân rồi cũng nói là Trương Hòa Bình, 6 cái văn bản của bà Trương Thị Yến gửi về Nguyễn Thành Phong
Nữ Thần Đông không thi hành. Bây giờ trách nhiệm của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phải làm sao, làm như thế nào đất của chúng tôi là đất dân cư thu hồi đã trái pháp luật rồi, khỏi một quan bây giờ để cho dân chúng tôi màn trời chiếu đất đứng ở ngoài đường lang thang ưu thứ đó là sao đó. Bà Trương Thị Yến nói như vậy đó, bà về một lần nữa nha, tôi đã từng đến nhà chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội, phó thủ tướng Trương Hòa Bình đã 5 giờ khuya đã có mặt trước nhà quý vị rồi, tôi đã quậy tâm bằng rồi dưới đám dân quan Thủ Thiêm, mà các vị không có sợ nữa sao, không có sợ mất mặt nữa sao, mặt của mấy vị bây giờ không biết còn để đâu, để như thế nào nữa. Bây giờ phải thu hồi đất công ty Trường Thịnh, cái công ty Trường Thịnh nó có chút xíu à mà không giải quyết được, làm sao giải quyết được đô thị mới Thủ Thiêm. Bây giờ tôi nói tất cả những người dân quan Thủ Thiêm, tất cả đừng có ngồi nhà nữa, phải xuống đường, phải đòi quyền lợi, đòi tài sản của mình. Đi 3 lần xuống đường hết, nó không trả, về đất mình, đất nhà ở. Tụi nó chơi lực rừng. Tôi muốn hỏi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân, Tô Lâm đồ á, Trương Hòa Bình đồ đó, cái thằng Lê Thanh Hải nó dựa vào đâu mà nó ngồi xổm trên tứ trụ triều đình, trên ngồi xổm trên đầu mấy ông mà mấy ông không dám gờ gái Lê Thanh Hải là sao? Nó là chủ mưu cướp đô thị mới Thủ Thiêm và Trường Thịnh. Vậy mà Lê Thanh Hải nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật để cho bao nhiêu ngàn người, mấy chục ngàn người dân quan Thủ Thiêm và Trường Thịnh phải điêu đứng, phải lầm than, phải màn trời chiếu đất. Thì mấy ông lên làm đại diện cho pháp luật nhưng mà dưới quyền của nhân dân, mà pháp luật mấy ông xử không xong làm sao mấy ông đại diện được. Dân chúng tôi cần một chủ đất nước, một thủ tướng, một chủ quốc hội phải vì tổ quốc, vì đồng bào, vì nhân dân, để cho đất nước mình bình yên, để người dân khỏi phải lầm than khốn khổ. Chứ dân chúng tôi không cần một vị lãnh đạo bán tổ quốc, bán giang sơn, để những người dân phải màn trời chiêu đất, lâm than khổ sở. Đó, tôi nói về, tự nãy giờ tôi nói về đất dân quan Thủ Thiêm và Trường Thịnh, là yêu cầu các vị, tôi vì tôi là một bà già ra đây đơn thương độc mã, không phải tôi núp bóng mà để tôi nói mạnh dạn, nhưng mà tôi đã ở Hà Nội 3 tháng và ở Sài Gòn á, thành phố Hồ Chí Minh nó là không biết là bao nhiêu năm trời, ra trước chiến trường tôi vẫn mạnh dạn, tôi mạnh bạo, tôi nói lên sự thật, tôi không sợ một thằng nào, một con nào mà để khuất phục một thằng nào, một con nào trước mặt tôi. Tôi không sợ, tại vì lúc này đang có vụ dịch Vũ Hán, tôi không về được, nhưng tôi sẽ về một ngày rất gần, và tôi sẽ đi ra chiến trường, chứ tôi không nắp bóng. Tại giờ tạm thời bị con virus Vũ Hán này, nhưng mà tôi nói là tôi qua đây tôi an phận rồi, tôi không nói nữa. Nhưng mà các vị làm như thế nào, làm như thế nào chứ, tức nước phải dở bờ cho người dân già cả như tôi, là khốn khổ như tôi, là phải lên tiếng, phải chữ hoài chữ quỷ mà tụi bay có nghe đâu. Đó, còn nói về Hồ Duy Hải nha, bà Trương Thị Yến này
đã từng dưới dân quan ba miền ở số 1 Ngô Thì Nhậm, mà bà mẹ của Hồ Duy Hải là cô Loan, có in hình Hồ Duy Hải đã đi khắp ở thủ đô Hà Nội, đã kêu oan Hồ Duy Hải vô tội, Hồ Duy Hải vô tội, Hồ Duy Hải vô tội, phải thả Hồ Duy Hải về với gia đình. Mà hình như là có lợi từ gõ cửa nhà chủ tịch nước, rồi thủ tướng, rồi Kim Ngân, Trương Hòa Bình. Mà vụ Hồ Duy Hải nó có Trương Hòa Bình dính líu vô nữa đó. Tôi chỉ nhắc nhẹ vậy thôi, ông Trương Hòa Bình ơi. Đó. Mà hình như là nguyên cả lòng Hà Nội thấy dân quan ba miền đi cho cái tụi công an an ninh đồ ra nó làm phiền người dân. Nhưng mà thực chất là nó không dám làm gì bà Trương Thị Yến này. Tôi nói có sách mách có chứng, tôi đưa những cái clip mà dân chúng tôi đang đi hô hào mà phải thả Hồ Duy Hải. Hồ Duy Hải bị án oan. Và tôi cũng nói á, cho cô Loan biết, con mình vô tội, trắng áo, phải kêu chủ tịch nước, mà các vị tòa án, con tôi bị án oan, không có thuộc dấu chân tay, không có một cái gì bằng chứng là con tôi có tội, thì phải thả con tôi chánh án, chứ không phải gì kêu giảm án. Mình không có tội lấy gì giảm án. Mấy ông phải thả Hồ Duy Hải ra gì, Hồ Duy Hải lại phạm, không có tội, không có bằng chứng gì hết, thì phải thả. Không có bằng chứng, phải chỉ có một cái bằng chứng thôi, thì nhốt con người ta theo về luật pháp. Còn Hồ Duy Hải vô tội, phải thả Hồ Duy Hải ra là một. Hồ Duy Hải bị án oan là không có một cái bằng chứng nào là có tội hay là vi phạm hết. Mà tại sao nhốt người ta suốt 12 năm mấy, gần 13 năm trời? Còn Phạm Văn Nghị, con ông cháu cha, cháu của Lê Thanh Hải, cháu của Trương Mỹ Hoa, Tô Lâm, ông đi bắt tội phạm nghi can hay lắm mà, tại sao bây giờ ông bó tay ạ? Tại ông dưới quyền kiểm soát của này, cái sự bao che hả sao? Hả Tô Lâm? Ông từng ra nước ngoài dẫn độ tội phạm về, thì bây giờ dầu Nguyễn Văn Nghị sinh 1978, 42 tuổi, nếu mà ông Tô Lâm mà bắt được á phạm nhân là giết người rồi bỏ trốn đó, là Nguyễn Văn Nghị được đó, là Tô Lâm quá giỏi đó, cả nước Việt Nam này chúc mừng ông đó. Tô Lâm lúc này tôi thấy ông Tô Lâm lộng hành dữ lắm rồi đó nghe, ở Vũng Tàu cũng giết người đó, cho công an giết người luôn nghe, rồi ở An Giang cho công an giết người nữa nghe, giết người thôi à, giết người không có tội. Còn nguyên cái tụi bay ha, từ tòa án thẩm phán cái quái gì đó bắt án quan của ông ta, tại sao không thả? Bắt án quan Hồ Duy Hải tại sao không thả? Để cho mẹ người ta phải ra Hà Nội phải đập nằm dưới đất dãy đập đập như là con cá lóc vậy, hai tay kêu bằng quơ tay quơ chân ở dưới đất mà không biết đau đớn cảm xúc gì hết, chừng nào làm mệt mỏi quá rồi xỉu luôn. Là cô Nguyễn Thị Loan, là mẹ Hồ Duy Hải, bán nhà bán cửa, vay tiền vay nợ để đi kêu oan cho con,
mà con mình không tội, mà người dân có miệng nói không nên lời. Một cái thằng bắt quan Hồ Duy Hải, một cái thằng gieo quan Hồ Duy Hải, cũng có một thằng thôi là Nguyễn Hòa Bình đó. Một thằng xử án Hồ Duy Hải là cũng thằng Nguyễn Hòa Bình. Mà đó ở trên mạng xã hội biết nhiêu kiểu người nào nói lên tiếng cho Hồ Duy Hải, mà biết kiểu người nào đang chi tìm tài sản cả ngàn tỷ Mỹ Kim, chứ không phải trăm tỷ, của Nguyễn Hòa Bình đó. Chưa kể của đó, của nổi nha, chưa kể của này chìm là gửi ra nước ngoài nữa đó nha. Tại vì bên Hồ Duy Hải này á, bên cộng đồng, bên tất cả những người dân mình lên tiếng quá cả triệu người rồi, chứ không ít. Thành ra hả, Yến Trương cũng nói ít thôi. Nhưng mà Yến Trương và 96 triệu người dân, nếu bà Nguyễn Thị Kim Ngân không làm gì được cho nhân dân thì phải xuống ghế đi. Và ông Lưu Bình Nhưỡng và ông Trương Chuột Trọng Nghĩa sẽ đưa vụ án Hồ Duy Hải lên ban thường quốc hội, vụ quốc hội, để làm rõ vụ việc Hồ Duy Hải. Nhưng mà từ đây sắp tới bà Nguyễn Thị Loan á, cô Loan á, không có kêu giảm án nữa, mà phải nói Hồ Duy Hải chấm án vô tội, không có tội, phải thả con tôi lập tức. Có làm đơn cũng nói là giảm án. Mình đâu có phải, mình có tội đâu mà mình kêu nó giảm án. Mà tụi nó đã lộng hành rồi, tụi nó ngồi xổm trên pháp luật. Phải nói là nước Việt Nam mình không còn pháp luật, không có còn công bình. Pháp luật ở đâu? Tụi nó chơi luật rừng không? Pháp luật ở chỗ nào? Thằng nào làm đúng pháp luật đi, Yến Trương sẽ tôn trọng thằng đó. Từ Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân, Trương Hòa Bình, Cô Lâm gì đó, nguyên một cái mẫu sậu toàn là láo phét xạo. Lên đài thì nói chuyện thao thao bất tuyệt. Nguyễn Xuân Phúc nói chuyện thao thao bất tuyệt. Dân Việt Nam là dân của ta, tại sao để người dân chết đói? Tại sao để Mạnh Thường Quân mở cái anten dạo để hát cho người, cứu tế cho người dân? Lá rằng lằn đùm lá rách lụp đùm lá để thua. Tại sao kho gạo của quốc gia đi xuất khẩu qua bên Trung Quốc, cứu tế Trung Quốc hả? Việt Nam sao? Nguyễn Xuân Phúc, Trần Tuấn Anh lên giá điện vô tội giả, muốn lên thì lên, không cần thông qua Nguyễn Xuân Phúc, không cần thông qua Nguyễn Phúc Trọng. Hình như là hai ông đó đó hả, là đã a tòng với nhau với Trần Tuấn Anh rồi. Tụi bay muốn làm gì tụi bay làm. Đất nước điêu linh, người dân quán tháo, bán tổ quốc, bán gian sang, đất nước tiêu tàn, mục nát hết rồi. Tất cả những đồng bào nhân dân phải đứng lên đòi lại những gì của người dân của chúng ta đã mất, phải đòi lại, đòi lại quyền tự quyết, quyền con người của người dân, tài sản của nhân dân phải đòi lại hết. Không có ở nhà nữa, không có chờ đợi nữa, đòi lại hết. Còn vụ biển đó, Hoàng Sa, Trường Sa và biển Tư chính đang dậy sóng đó. Nhân dân chúng ta phải đồng lòng đứng lên để đòi lại danh sang và tổ quốc. Còn công hàm 1958 vô hiệu lực, không có hiệu quả. Thằng Phạm Văn Đồng nó ký, tôi xin hổn láo nha, tôi nhỏ tuổi hơn ông rất nhiều. Phạm Văn Đồng nó đã ký thì Tập Cận Bình và Trung Quốc phải đi kiếm Phạm Văn Đồng mà đòi đất nước, tổ quốc, gian sang của Việt Nam, toàn bộ của người Việt Nam cai trị. Không có một thằng nào á quyền bán nước, bán đất,
bán đảo bán biển, mà dân chúng ta bớt ông Trump á đang có vụ dịch, ổng hứa là ổng sẽ giúp người dân Việt Nam, ông Trump nói là ổng làm. Không phải, ổng 74 tuổi rồi, ổng còn khóc dưới nhân dân, với đồng bào của ổng, mà trong đó có nước người Việt Nam của chúng ta. Còn Nguyễn Phú Trọng á làm được gì hả? Nguyễn Phú Trọng làm được những gì? Từ ngày ông lên là một đích ông ngồi hai ghế, Nguyễn Phú Trọng làm được những gì cho nhân dân, cho đồng bào, cho tổ quốc? Bán giang sơn, bán tổ quốc để người dân phải lầm than, đúng hay sai? Cút qua khỏi đất nước Việt Nam, đi qua Trung Quốc ở đi, đừng ở nước Việt Nam. Tôi nói cho tứ trụ triều đình hay nghe, quả báo nghe, nhãn tiền nghe, chết đem theo cái phước, đừng có mang theo cái tội. Tứ trụ triều đình chết đem cái phước, đừng đem theo cái tội. Tiền không đem được, vàng không đem được, nghe. Bà Trương Thị Yến nói vậy đó. Rồi tất cả đồng bào và nhân dân của chúng ta, toàn quân toàn dân phải mở mắt ra, phải thức tỉnh, phải biết biết đâu là bạn, đâu là thù. Đâu là bạn, đâu là thù. Mày phải thức tỉnh, đứng lên, phải đòi lại những gì của người dân chúng ta đã mất. Yến Trương nhắn gửi á, là tất cả những người dân quan Thủ Thiêm, Yến Trương có cái tấm lòng Bồ Tát, không giận ai hết, chỉ đòi lại cái lẽ phải tâm bình cho toàn dân. Và không phải Yến Trương nói về dân quan Thủ Thiêm, mà 63 tỉnh thành dân quan, nhất là cái dân quan ở số 1 Ngô Thời Nhậm, bây giờ đang lầm than, đang đói khát, đang ở ngoài đường lang thang lứ thứ, không nhà không cửa, ở biết bao nhiêu chục năm trời đó. Chú có nói cái gì chú nói đi. Dạ chú em nói tính nói không? Cái vụ mà chút xíu về cái vụ án mà Hồ Duy Hải đó. Có một cái bằng chứng đó rất là rõ ràng, là khi mà cái lời tường thuật của cái cô mà bán trái cây đó, cô nói rằng là cô thuật lại cái lời của cái cô mà mua trái cây là cô Vân đó. Thì cô thuật lại là cô Vân, cô nói là được tiền của người yêu của người yêu của cô Hồng, phải không? Cô Hồng, người yêu của cô Hồng ở Định Tường, ở Tường ở cái gì Giang chứ, ở An Giang, phải không? Là đưa tiền cho cô để mà mua trái cây. Thì rõ ràng rằng là Hồ Duy Hải nó không phải là người tình của cô, không phải là người tình của cô Nga, ước cô gì quên rồi, cô Dân với cô Hồng, không phải là người tình của cô Hồng. Thì cái người mà đưa tiền cho cái cô Vân đó là một người khác, chứ không phải là ngay cái bằng chứng đó là mình thấy đó là Hồ Duy Hải vô tội rồi. Tại vì Hồ Duy Hải không phải là người tình của cô Hồng, và Hồ Duy Hải cũng không phải là ở An Giang nữa. Mà ở An Giang đó là cái người đó, đó là ông Nguyễn Văn Nghị. Theo tôi biết chỉ một điều kiện đó thôi, là mình biết rằng là Hồ Duy Hải vô tội rồi.
Phải nói là cả thế giới bên này đều biết là Hồ Duy Hải vô tội, nhưng mà cả thế giới chưa gặp mặt. Nhưng mà chính là Yến Chương đã từng đi biểu tình ở Hà Nội, mà Yến Chương từng nói vụ Hồ Duy Hải là án quan vô tội, mà Yến Chương đã tham gia vào cái cuộc mẹ của Hồ Duy Hải đang kêu oan cho con. Suốt một tuần lễ nói về Hồ Duy Hải. Nhưng mà không biết là mấy thằng Trung ương, mấy thằng chủ tịch nước, ông chủ tịch nước với lại thủ tướng đồ này kia đó là với Tô Lâm này kia đó là nghĩ như thế nào không biết. Sao để cho thằng tòa án này nó lộng hành, nó hôm nay tòa án chánh án gì mà tài sản khủng bố. Bây giờ clip cũng được là 46 phút rồi đó chị. Rồi thôi em Trương xin nói vắn tắt, tự nó giờ Yến Chương cũng hơi nhiều chuyện, nhưng mà nhiều chuyện đúng. Nhiều chuyện có lương tâm. Nhiều chuyện có phước đức. Chứ không phải như các vị á, ngồi lên đài nói chuyện thao thao bất tuyệt, nói không cà gà cái quái gì hết. Nói mà nói không làm. Nguyễn Xuân Phúc nói dân là dân của ta chứ dân của ai, mà để dân cho ta đổi. Người khác ở bên Hoa Kỳ gửi tiền về để cứu tế người dân, mà Nguyễn Xuân Phúc không cho người dân đồng nào. 62 tỷ. Rồi gạo cũng đem qua Trung Quốc không cho người dân ăn, để người dân lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá xe thua. Rồi thôi chấm dứt rồi. Được rồi đó chị. Thôi Yến Chương xin chào tất cả những người dân quan 63 tỉnh thành. Dạ TV256 cũng chào quý anh chị em. Dạ Yến Chương nhắn gửi là tất cả những dân quan Thủ Thiêm không ngồi đó nữa, phải đòi gì những gì chúng ta đã mất. Tại vì Trung ương nó lừa quá trời lừa rồi, nó xạo quá trời xạo rồi, không tin tưởng nơi Trung ương nữa. Nói cuối tháng 5 này, cuối tháng 5 này để làm gì nữa? Để họp nó xạo nó láo nữa sao? Rồi cảm ơn quý anh Trương, xin chào tất cả bà con thân thương trong nước và ngoài nước. Cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe ha. Phải đồng lòng đứng lên đòi lại những gì người dân mình đã mất. Thì kính chào quý vị. Chiến đấu mới thành công. Dạ.